khi mà cây đủ dinh dưỡng á, thì năng suất mới cao được. Và đặc biệt nhất là cái lượng phân hữu cơ là rất quan trọng. Và đối với cây cà phê mà trong cái điều kiện mà từ tháng 1 cho đến tháng 5 vừa qua, chúng ta thấy Tây Nguyên chúng ta hầu như là thiếu nước. Nếu như bây giờ ta bón phân thì đương nhiên cây trồng chưa thể hấp thu lên được, và nên là buộc chúng ta phải phun phân bón lá. Phun bón lá thì thạc sĩ họ cũng nói trên thị trường có rất nhiều sản phẩm, nhưng đối với VFC có một sản phẩm phân bón lá cao cấp mà tôi nghĩ rằng bà con nông dân làm cà phê và sầu riêng đều biết, đó là sản phẩm Denfan Blade. Và cũng đã được một bác nông dân trong cái phóng sự đầu chương trình có sử dụng rồi. Đây là một sản phẩm phân bón lá cao cấp với thành phần hữu cơ rất cao, 37% là hữu cơ và 24,2 là phần trăm là axit amin. Và quý vị cũng biết là thành phần axit amin là một cái thành phần nó giúp cho cây trồng vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cây. Có nghĩa là khi chúng ta bón, chúng ta phun cái sản phẩm này, ngoài việc nó bổ sung hữu cơ, nó còn có một cái chất gọi là giúp cho cây trồng hút được các chất dinh dưỡng ở dưới, gọi là vận chuyển cái chất tốt ở trong cái thân cây. Cho nên đó, nó sẽ bổ sung được điều này. Và ngoài ra còn có 9% là đạm. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cà phê nhà mình là hấp thu dinh dưỡng nhanh hơn nếu chúng ta có bón phân dưới gốc. Và đặc biệt khi chúng ta phun qua lá thì nó sẽ hấp thu trực tiếp trên lá và trên trái non. Như vậy nó sẽ cung cấp dinh dưỡng kịp thời, thay vì chúng ta bón xuống gốc và chờ mùa mưa xuống thì cây mới hút được. Như vậy tôi nghĩ rằng cái giải pháp dinh dưỡng qua lá là một giải pháp cần thiết. Thì anh có thể tìm mua sản phẩm Denfan Blade trên thị trường với cái liều 250ml cho một phi, 200ml nước chúng ta phun trải đều trên lá cũng như trên trái non. Như vậy nó sẽ hút được dinh dưỡng rất là nhanh.